từ châu Âu đến châu Á, mỗi quốc gia lại có cách biến tấu riêng đặc biệt với nội tạng động vật, tạo nên một bản sắc ẩm thực đặc trưng. Rất nhiều món chế biến từ nội tạng động vật được xếp vào hàng những món ăn xa xỉ nổi tiếng thế giới với mức giá vô cùng đắt đỏ, như là gan ngỗng béo và tinh hoàn cừu của Pháp, haggis, loại dồi mặn được làm từ nội tạng cừu của Scotland, bụt đình thận cừu của Anh, siokara, nội tạng mực, và tarashirako, tinh hoàn cá tuyết của Nhật. Bình dân hơn một chút, chúng ta có thể kể đến dồi lợn. Ở Đức là món bratwurst với nhiều biến tấu, có phiên bản làm từ tiết lợn và lúa mạch. Tây Ban Nha nổi tiếng với món dồi burgos được làm bằng tiết lợn, mỡ, gạo, hành và muối. Dân Tuscany, Italia có món il burrito được làm từ bao tử, tiết lợn và mỡ. Ở Đông Âu, dồi lợn được biết đến với cái tên là kiska, ruột, nhồi bằng tiết lợn và lúa kiểu mạch kasha. Người Trung Quốc có làm dồi bằng tiết lợn, vịt, có khi là tiết gà và bò. Tây Tạng có dồi bò yak, Đài Loan có dồi heo với nếp. Kể một hồi làm tôi thấy nhớ quay quắt món lòng lợn ở Việt Nam. Ê, thật sự các món lòng qua tay người Việt Nam chế biến là siêu phẩm ấy. Với tư cách là một người thích ăn lòng lợn và cũng có chút năng khiếu viết lách, hôm nay tôi quyết tâm làm một bài tử tế về món ăn lâu đời này. Bài viết nhằm mục đích gây nghiện cho các con dân chưa hiểu biết nhiều về lòng lợn và gây vã cho những kẻ thích lòng lợn nhưng chưa hiểu đầy đủ. Để đạt được mục đích đó, tôi sẽ bóc trần lòng lợn lần lượt qua các câu hỏi sau. Lòng lợn, món ăn đầu thừa đuôi theo. Trước hết, chúng ta cần bắt đầu với hoàn cảnh ra đời của món lòng lợn. Mấy ông có nhớ ngày xưa đi học văn không? Lúc nào cũng phải học về mấy cái tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, rồi thì mới đi vào nội dung bài. Lòng lợn, với tôi, không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Thế nên tôi muốn các bạn cùng tôi đọc hiểu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này. Ở trên đình, mỗi dịp lễ hội, thịt lợn là món không thể thiếu. Mổ một con lợn, các cụ là viên chức của làng xã sẽ được dành cho tất cả những phần ngon nhất. Con lợn sau khi thịt còn thừa ba thứ: bộ lòng, nước luộc, tiết. Tiết lợn ngày xưa thì cũng không ai ăn, bởi họ quan niệm tiết là đồ bỏ đi, không được đặt lên mâm cỗ cúng. Lúc này cánh dao thớt mới nảy ra món lòng lợn. Các anh làm sạch lòng, luộc lên, băm thêm tí hành, tí mỡ thừa làm rồi. Món lòng lợn xuất phát từ những thứ đầu thừa đuôi thẹo như thế. Sau đó, các cụ ở mâm trên thấy bọn này lúi húi, có vẻ là tò mò nên ăn thử và... ôi dồi ôi, sao nó ngon thế nhở? Dần dần, lòng lợn trở thành một món ăn bình dân được phổ cập hóa, tiếp cận đến tất cả các tầng lớp lao động. Đúng là cái thiếu ló cái ngon, cuộc đời vậy mới thú vị chứ lị. Nhưng sao một món ăn có tính lâu đời và đậm đà bản sắc như vậy lại đang dần thoái trào cho cuộc sống hiện đại? Tôi có vài kiến giải, xin thong thả giải trình ngay sau đây. Vì sao món lòng lợn lại thoái trào? Cùng là nội tạng động vật, cụ thể hơn là lòng lợn, nhưng tại sao ở Việt Nam món ăn này lại đang thoái trào trong nhiều năm trở lại đây? Tôi thấy có một vài lý do chính. Thứ nhất là lo ngại về sức khỏe và vệ sinh. Thứ hai, lối sinh hoạt thời hiện đại. Và thứ ba là do khách hàng trẻ chưa được tiếp cận. Chúng ta hãy cùng đi lần lượt nhé. Về vấn đề lo ngại về sức khỏe và vệ sinh, người ta thường cho rằng ăn lòng lợn nhiều sẽ mắc các bệnh như là gút, mỡ máu. Nhưng vấn đề ở đây là chữ nhiều. Định lượng như thế nào là nhiều? Và nhiều với người này có phải là nhiều với người kia không? Chẳng hạn, đối với những người dân lao động nặng, một bữa sáng với bát cháo lòng có thể giúp họ đủ chất để quẩy đến trưa. Nhưng đối với dân văn phòng, công việc ngồi một chỗ nhiều, ít vận động, sáng nào cũng ăn lòng thì cơ thể nào mà chịu được? Nếu mỗi tuần một bữa hoặc là 2-3 tuần một bữa thì liệu có phải vấn đề hay không? Chưa kể đến yếu tố như là chế độ sinh hoạt của bạn, bạn có chơi thể thao hay không? Cường độ bạn tập luyện như thế nào? Về khâu vệ sinh, nhiễm liên cầu khuẩn lợn vẫn là câu chuyện thường được mang ra để răn đe.
Nhưng nếu con lợn khỏe mạnh và được nấu chín, WHO khuyến cáo là trên 70 độ C, thì ta hoàn toàn yên tâm mà thưởng thức. Còn nữa, tôi muốn làm rõ một hiểu lầm khác. Rất nhiều người đánh đồng tiết canh với lòng lợn. Dù trước kia ai ra quán cũng gọi bộ đôi lòng lợn tiết canh, đến mức cụm từ lòng lợn tiết canh thành câu cửa miệng. Nhưng chúng là hai món ăn hoàn toàn khác nhau. Tiết canh là đồ sống, còn lòng lợn là đồ chín. Tiếp theo là vụ sán lợn. Bản chất trong lòng lợn, tỷ lệ có sán là cực kỳ cao vì nó là hệ tiêu hóa. Nhưng dân lành nghề có thể xử lý gọn gàng với kỹ thuật ken lòng. Ví dụ như là đoạn lòng non, họ cầm hai ngón tay vuốt dọc để đẩy ra các tạp chất. Lúc này, nếu có sán thì chắc chắn nó sẽ bị đẩy ra. Vì con sán nó rất to, bằng một nửa cái bút bi, vuốt cái là ra. Nghe sợ vờ lờ, nhưng đã nghiện thì không được ngại. Việc có sán là do người làm không có kỹ thuật ken lòng. Còn một số yếu tố khác phụ thuộc vào người bán, từ khâu chọn lựa nguyên liệu, sơ chế làm sạch cho đến nấu chín. Cụ thể tôi sẽ giải đáp ở phần sau bài viết, nơi tôi bàn về kỹ thuật chế biến của dân trong nghề. Lối sinh hoạt thời hiện đại. Ngày xưa các vị phụ huynh dậy lúc 6 giờ sáng, đánh răng rửa mặt rồi đưa con đi ăn sáng xong mới đến trường. Món lòng lợn ngày ấy bán chủ yếu từ 6 giờ sáng đến tầm muộn nhất là 9 giờ 30 đến 10 giờ. Còn bây giờ, áp lực công việc nhiều, con người hay thức đêm, ngủ muộn, thành ra buổi sáng các phụ huynh hay dậy muộn, nên cả gia đình thường chỉ tiếp xúc với những món ăn nhanh và tiện như là bánh mì, xôi. Hôm nào sớm được chút thì ăn bún, ăn phở. Nhịp sống hối hả, ít ai dành thời gian buổi sáng ngồi để cà kê với đĩa lòng hay là bát cháo lòng. Một minh chứng là ta dễ dàng quan sát thấy các quán cháo lòng mở buổi tối thường rất đông. Ở các quán này, lòng lợn không chỉ có luộc có cháo mà còn có cả món rán, món nướng. Tệp khách hàng trẻ chiếm phần lớn và họ rất khoái. Có vẻ như là quán lòng mở vào buổi tối sẽ dễ tiếp cận với khách hàng hơn. Vậy thì đóng cửa ban ngày đi, mở buổi tối kiếm tiền cho đẫm nhở. Nhưng tôi lại đặt câu hỏi về chất lượng. Tôi có dịp ngồi nói chuyện với một chủ quán lòng lợn, quán có tuổi đời 40 năm. Người chủ đó nói, tôi dậy từ 4 giờ sáng để đi chọn những bộ lòng tươi và ngon vì món lòng lợn yêu cầu cao nhất là phải tươi. Lợn được thịt nhiều nhất vào buổi sáng, đến ca trưa, đâu đó là khoảng từ 13 giờ 30 đến 14 giờ. Người ta thịt thêm một mẻ nữa, nhưng mà rất ít. Ta vẫn thường gọi là chợ chiều. Vậy nên, quán đi chọn đồ vào buổi sáng thì sẽ có nhiều sự lựa chọn, từ đó nâng cao tỷ lệ sở hữu những bộ lòng chất lượng nhất. Đầu vào nguyên liệu phải chuẩn thì món đó mới nên chuyện. Khách hàng trẻ chưa được tiếp cận. Không chỉ có món lòng lợn mà còn nhiều những món ăn Việt khác đang bị xa rời với tệp khách hàng trẻ. Một lý do rất đơn giản để nêu ra nhưng mà không đơn giản để giải quyết. Đó là ít thông tin trên các phương tiện truyền thông. Không khó để nhận ra, trên một con phố, chúng ta luôn dễ dàng bắt gặp đủ các loại nhà hàng, quán ăn, nhưng tỷ lệ quán lòng thì thưa thớt. Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng quan sát của mọi người xung quanh, tôi nhận thấy các bạn tầm 20 tuổi không đưa món lòng vào lựa chọn ăn uống. Họ dễ dàng rủ nhau đi ăn lẩu, ăn nướng, ăn buffet, ăn đồ Âu Thái Nhật Hàn, dining rồi fine dining. Chà, nhưng mà rủ nhau đi ăn lòng lợn thì hiếm hoi quá. Một phần vì nghe nó không sang mồm, phần vì quán xá cũng không đẹp, phần vì nghĩ đến gai người do các vấn đề sức khỏe và vệ sinh đã nêu ở trên. Về sức khỏe thì tôi đã nói rồi, giờ tôi sẽ giải đáp khâu vệ sinh thông qua kỹ thuật chế biến để các bạn yên tâm mà hốc nhá. Kỹ thuật chế biến. Thực tế một đĩa lòng phổ biến nhất có 3 thứ: lòng non, dạ dày và dồi. Trong đó thì lòng non và dạ dày là làm khá đơn giản, phức tạp nhất là món dồi. Với lòng non, người làm chỉ cần rửa sạch và ken lòng cho sạch. Khi nước sôi ra thì đổ lòng vào, quấy đều. Đến lúc nước sôi lại, miếng nào nổi lên thì là chín. Sau đó cần vớt thật nhanh ra một thùng nước lạnh, miếng lòng sẽ trắng và giòn. Một lưu ý là lòng non sau khi được ken sạch thì nên nấu ngay. Nếu để tủ mát trong vòng 3 tiếng thì sẽ xảy ra hiện tượng mà dân trong nghề gọi là nó tự ăn nó. Nghĩa là lòng non luôn có cái bột lòng ở bên trong. Dù người làm có ken sạch đến mấy, khi để tủ lạnh, lòng sẽ tự sinh ra lần bột nữa. Lúc này, lòng bị mỏng đi và dài hơn,
khi ăn ta không cảm nhận được độ ngon nhất. Dạ dày thì cầu kỳ hơn một chút vì nó rất dày. Đầu tiên, ta cần dùng phèn chua và muối để bóp dạ dày cho ra hết cái nhớt, sau đó luộc sơ, trần trong nước sôi trong vòng từ 1 đến 2 phút, rồi dùng cái giáp sắt để đánh bay những cái nhớt và bẩn còn lại. Cuối cùng, luộc thêm một lần nữa. Còn món dồi, dù là món rẻ nhất nhưng lại là món cầu kỳ nhất. Dồi được chia làm hai loại, dồi lòng non và dồi lòng già. Dồi lòng non thì rất đơn giản, chế biến giống như là món lòng non ở phía bên trên. Còn dồi lòng già thì chế biến rất vất vả. Lòng già rẻ hơn nhưng nó là bộ phận chữ phần. Nếu quán làm không vệ sinh thì sẽ cực kỳ mùi và cực kỳ bẩn. Các quán lòng ăn nhau chính là ở công thức làm món dồi này đây. Với lòng già, đầu tiên quán phải lộn rửa sạch, bọp muối với phèn, rồi rửa qua với một lần giấm, rồi lại lộn thêm một lần nữa để bóc tất cả những cái bẩn. Nhân dồi thì biến đổi theo từng khu vực khẩu vị của dân địa phương. Như mạn Long Biên Hà Nội, đa số người ta ăn nhân dồi chỉ có hành, mỡ bào gà hoặc là mỡ bầu, loại mỡ có vị ngậy thơm và không ngấy. Băm nhỏ nhân ra, trộn vào tiết theo tỷ lệ của từng quán, nhồi vào lòng thật nhanh, chờ cho đông rồi bắt đầu luộc. Tùy theo công thức của từng nhà mà có cách luộc khác nhau. Ở đây tôi không chê nhà nào ngon hay không ngon, mà chỉ nhận xét ở dưới góc độ nhà đó có hợp khẩu vị hay không thôi. Các cụ ngày xưa kỹ tính lắm, miếng lòng non ăn là phải có một tí độ dai dày, miếng dạ dày thì lại thiên về giòn, nọn đuôi thì thiên về béo, miếng gan thì bùi bùi thơm thơm. Một đĩa lòng trở nên đặc biệt vì mỗi topping trong đó lại có một vị riêng, ăn đưa mồm vô cùng. Nhắc đến lòng, sẽ thật thiếu sót nếu như bỏ qua lòng xe điếu, cánh nghiện vẫn tôn là huyền thoại. Đầu tiên, cần khẳng định chắc nịch rằng lòng xe điếu là lòng non và dày hơn miếng lòng khác. Con lợn có lòng xe điếu là con lợn bị tật về đường tiêu hóa, vì thế lòng của nó đặc. Ngày xưa các cụ nuôi lợn bằng bèo, nấu cám lợn thì tỷ lệ xuất hiện lòng xe điếu sẽ cao hơn. Bây giờ đa số các nơi đều dùng cám công nghiệp nên là lòng xe điếu sẽ ngày càng hiếm. Nhưng người làm nghề cho biết thì khoảng 400 con lợn mới ra được một bộ lòng xe điếu. Một chủ quán chia sẻ, trung bình ở Hà Nội, một ngày chỉ có tầm từ 7 đến 8 bộ lòng xe điếu. Trong đó, 2 đến 3 bộ được khách VIP đặt trước để đem đi biểu tặng, 5 đến 6 bộ còn lại thì chia cho mười mấy quận. Thế nên, lòng xe điếu rất hiếm và khó lọt ra ngoài. Bạn đi ăn ở đâu mà nghe nói quán đó bảo là ngày nào cũng có lòng xe điếu thì là bố láo, nên tế sống nó ngay, lươn khươn với ông à. Đôi lúc người tiêu dùng cũng bị lừa phần đầu lòng non sẽ là lòng xe điếu, do nhìn có hoa văn khá là giống nhau. Tất nhiên đầu lòng rất ngon, nhưng lòng xe điếu vẫn ở trên một bậc. Một số nhà hàng bán lòng xe điếu với giá trị từ khoảng 3 triệu một kg đã trần, tương đương với 30.000 một miếng lòng. Đã hiếm như vậy, nhưng nhiều khi miếng ăn lên đến miệng mà không được hưởng. Ôi cuộc đời sao mà lắm đắng cay, một bộ lòng xe điếu dù rất ngon, nhưng bị vàng thì sẽ đắng. Nguyên nhân là do dịch vị dạ dày màu vàng chảy xuống rồi thấm vào thành lòng non. Cái đắng này rất khó nhận biết, nếu nó vàng đầu vàng cuối thì còn thử được. Đôi khi nó vàng ở đoạn giữa, phải cắt ra mới biết. Thành ra những người làm nghề khi cắt lòng mà thấy màu vàng thì phải thử xem có đắng hay không. Đắng là phải loại riêng để phục vụ cho người thích ăn lòng đắng. Giờ chắc các bạn đã nắm được thông tin cơ bản để nhập môn món lòng. Tiếp theo, hãy cùng xem cách ăn và cách hưởng một bộ lòng lợn sao cho hết vị nhé. Ăn lòng sao cho phê tận nóc. Nhìn vào một đĩa lòng bừng ra, làm sao ta biết được đấy là một đĩa lòng ngon? Về độ đầy đặn thì tùy từng quán nên là tôi không dám bàn. Nhưng hầu hết phải có những món chính, lòng non, dạ dày, dồi, tràng và gan. Đầu tiên, miếng lòng non phải trắng, không phải là cái trắng phao của hóa chất mà là cái trắng tự nhiên. Khi cắn một miếng lòng non, nó sẽ dai dai, chứ không có độ giòn. Trừ lòng xe điếu thì sẽ dày và giòn, và ta sẽ cảm nhận được một chút bột lòng ở trong miệng. Tiếp theo là dạ dày. Dạ dày có hai phần, phần cổ hũ và phần quế. Cổ hũ là phần ở trên, miếng đấy sẽ rất dày và trắng nhưng mà không ngon. Còn phần quế thì màu đen, ăn giòn, nên lớp thanh niên rất là thích. Miếng gan luộc chuẩn là phải chạm cái màu nâu, không có vùng khăn đá. Ngôn ngữ của dân trong nghề gọi, chỉ phần bị sơ, loang và đổi màu. Cắn gan thì có vị bùi, không bị cứng. Với dồi thì ăn không được khô và không được bã. Khi cắn vào miếng dồi,
phần tiết mềm, vỡ ra, ta cảm nhận thêm vị dai của lớp vỏ bao xung quanh và một tí phần mỡ cùng hành răm quyện vào. Địch thị, đấy là một miếng dồi ngon. Còn chàng thì thiên về trắng và mềm. Miếng chàng phải đặc, không được rỗng. Ngoài ra quán còn có thịt dài. Thịt dài tuy màu không đẹp, màu nâu nhưng cắn vào có độ ngọt. Món lòng lợn để cảm nhận vị nguyên bản nhất thì phải là lòng lợn luộc. Món đĩa lòng chuẩn thì từng miếng đều phải nóng hổi. Nhất định là phải nóng vì miếng lòng non bao giờ cũng có mỡ diềm. Nếu để lạnh, phần mỡ diềm sẽ bị đông cứng, ăn vô cùng ngấy. Và món lòng lợn nhất định là phải sử dụng rau sống giải ngấy, húng chó, ngổ, mùi tàu. Đặc biệt là các cụ nói không có sai, lòng lợn là phải ăn kèm hành củ. Ăn một miếng lòng lợn, kèm một chút rau húng chó, gắp một củ hành chấm đẫm bát nước mắm. Mùi hăng của củ hành đánh bay đi cái ngấy của lòng lợn. Rồi cùng nhau nâng chén rượu, vậy là hết tầm. Ôi nó phê là phê. Về nước mắm, có người thích chấm nước mắm thêm ít chanh và ớt, có người lại thích chấm mắm tôm. Cá nhân tôi thì vẫn chuộng nước mắm hơn. Mắm thì nên là mắm cốt, nó mặn và mùi, nhưng phía sau có vị ngọt hậu đượm ở trong cổ họng. Ta ăn một miếng lòng nóng, chấm vị nước mắm có thêm chanh ớt, nó kích thích vị giác lên thì tuyệt vời. Ba tác phẩm đặc biệt. Song hành cùng thời đại, dân làm lòng lợn cũng sáng tác thêm nhiều tác phẩm rất là hay ho và thú vị bên cạnh món lòng lợn luộc nguyên bản. Tôi là một thằng khá thích ăn lòng lợn, cả ăn ở quán lẫn ăn gia đình tự làm mỗi dịp lễ Tết. Vừa rồi được giới thiệu sang một quán ăn gia truyền ba đời làm lòng lợn ở Long Biên, tôi đã mở mang thêm tầm mắt về bộ ba cách biến tấu mới với cả lòng lợn. Đầu tiên là món lòng xào, không phải là lòng xào dưa, món này quá đại trà, mà là lòng xào hoa chuối. Quán dùng hoa chuối tươi thái sợi nhỏ, dày hơn hoa chuối ăn bún riêu một chút. Món lòng hoa chuối bắt buộc phải chia ra làm hai loại, đồ sống và đồ chín. Đồ sống bao gồm lòng non, vì lòng non mà qua hai lửa thì sẽ bị dai. Cật, gan, thịt dài, xào thật mạnh lửa cho săn lại. Tiếp theo cho đồ chín, bao gồm dạ dày, tràng, nọn đuôi, cuống tim và đảo chung. Tiếp tục cho hoa chuối, hành, rau răm và xào săn. Đặc biệt nhất, sau cùng quán sẽ đổ một bát tiết sống lên. Lúc này, toàn bộ đĩa lòng sẽ được mặc một lớp áo tiết màu đen. Khi ăn sẽ thấy vị rất bùi và đậm đà. Nước xào trong nồi ta có thể dưới lên ăn với cơm cháy, có người thì chấm với bún. Tiếp theo là món nộm lòng. Lòng sau khi được luộc chín, cắt ra, trộn với hành tây, giá, dưa chuột và cà chua. Quán sử dụng nước mắm truyền thống và giấm tự làm, giấm táo và giấm chuối, đường, chanh. Công thức nước chấm nghe có vẻ đơn giản này nhưng lại rất phù hợp, bởi vì nó chua thanh và có cái mặn mặn của mắm cốt. Khi ăn, nhất là vào mùa hè, vị hăng của chút hành tây đi kèm với giá và dưa chuột sẽ đánh bay cái ngấy của miếng lòng, rắc thêm một tí lạc lên tạo cái sự bùi bùi ngậy ngậy. Thiên đường chốn nhân gian là ở đây, hà cớ gì cứ phải đi tìm kiếm đâu xa. Cuối cùng, và cũng là món tôi ấn tượng nhất của quán, món gan hầm. Gan tươi được lấy về và rửa thật sạch, khứa nhẹ trên bề mặt rồi ngâm với sữa tươi không đường. Qua thêm từ 1 đến 2 khâu nữa, đoạn này chủ quán không nói cụ thể, chắc là để giữ bí mật. Rồi đem thả miếng gan vào hầm trong nồi cháo, ít nhất hầm từ 3 cho đến 4 tiếng. Miếng gan đưa ra cắn nhẹ là vỡ tan trong khoang miệng như là trứng cá. Sau đó sẽ lên vị như là pate, vừa êm vừa đượm vị, nói chung là miễn chê. Đấy, món lòng lợn đa dạng và ngon lành như thế, tuổi đời lâu năm là như thế, vậy mà đang ngày càng ít xuất hiện trong nhịp sống của người dân hiện đại. Trong cơn say tôi bỗng buồn man mác. Dân ơi, liệu ai còn đem lòng yêu một món ăn dân dã nào chăng? Món ăn dân dã liệu còn được dân yêu? Một chiều mùa đông lạnh tê lưỡi, tôi ngồi lại cùng chủ quán lòng lợn, nghe cậu chia sẻ về cái nghề đã đi theo gia đình suốt ba đời. Cậu nói rằng có lẽ chỉ 30 năm nữa thôi là món lòng lợn sẽ không còn chỗ đứng, bất chấp thời gian tồn tại lâu đời và mùi vị rất ngon. Hiện tại, câu chuyện truyền thông vẫn còn thiếu nhiều những nội dung hay về các món ăn dân tộc. Giới trẻ không được tiếp cận thì sẽ không có khách hàng nối tiếp. Và nếu không có khách hàng nối tiếp, nghĩa là làm nghề không ra tiền, và không ra tiền thì không ai theo. Ngay ở góc độ người làm nghề, sự tiếp nối giữa các thế hệ cũng không phải là đơn giản. Làm quán ăn rất vất vả, nên đa số bố mẹ lại mong con cái mình lựa chọn công việc nào đó nhàn nhã hơn, dù thu nhập nhiều khi thua xa so với làm hàng ăn uống. Họ cho rằng
Và tôi thấy lý lẽ này cũng có lý. Đó là dân văn phòng đi làm thì còn có ngày nghỉ, còn dịch vụ quán ăn thì cắm mặt vào quanh năm suốt tháng, nghỉ là dễ mất khách. Công việc ngày nào cũng như ngày nào, một chuỗi dài liên miên bất tận, lặp đi lặp lại. Ngay cả người vợ của chủ quán cũng đã từng có lần mâu thuẫn với chồng mình. Cô ấy nói với con thế này: "Thôi, con không học được thì xuống làm lòng lợn với bố cho vừa." Nghe câu ấy tôi rất buồn, chủ quán chia sẻ. Cậu ta nói với vợ: "Từ lần sau em không được nói như thế. Cái nghề bán cháo lòng này là từ thời bà nội nuôi bố anh, đến thời bố anh nuôi anh. Và chính cái nghề này lại đang nuôi con chúng ta. Nó không lừa đảo, không gây hại cho ai, thì tại sao lại kỳ thị nó?" Đến giờ, gần như các quán ăn truyền thống không thể tiếp nối đến đời thứ ba bởi vì không có người kế thừa. Các cụ có tiền rồi thì thường muốn cho con cái thoát ly nghề quán ăn vì nó quá vất vả. Khởi đầu, quán chỉ là gánh lòng chân, bà nội của chủ quán hiện tại đã gánh lên để bán. Thời ấy, ở đâu cũng chỉ bán lòng chân, cháo lòng và tiết canh, không có món lòng khác. Sau khoảng 10 năm, bà già yếu nên về ngõ Ngọc Lâm hiện tại làm quán và tiếp nối hai thế hệ đến chủ quán bây giờ là đời thứ ba và đặt tên quán là ông Sơn Quán. Sơn là tên bố của anh ta. Có những khách đã ăn ở quán lên đến 3 đời. Khi đến nơi họ nói: "Tao ăn 3 đời nhà thằng này." Một câu đùa thôi nhưng mà cũng khiến anh cảm thấy rất tự hào. Quán cũng nhớ khẩu vị của những vị khách quen. Có những người ăn đĩa lòng không gan, có những người thì không thịt dài, có những người lại muốn cắt thật nhỏ. Cũng có nhiều người nổi tiếng từng qua đây thưởng thức lòng lợn như là ông Trương Gia Bình, rồi Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng phòng Lập pháp Quốc hội, Trưởng quận và Trưởng phường. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến vài dòng của cụ Vũ Bằng. Cụ viết về cháo lòng như thế này: "Thử tưởng tượng một buổi chiều tà, hiu hiu gió thổi, hai vợ chồng ngồi kề vai ở một quán lạnh. Liếc nhìn nhau đợi hai bát cháo nóng mang lên, cái bát đựng cháo bình dân một cách lạ thường, nhưng hơi nóng của cháo đưa lên lại quả là một hương thơm vương giả. Hành không nhiều, chỉ vừa đủ ngát thôi. Cháo không thô và sặc mùi mà dầu như kiểu kẹp trúc, nhưng không vì thế mà đoảnh đoảng hay nhạt nhẽo. Cháo đậm đà, đôi khi lại lẫn một miếng tiết, vừa nuốt vừa nhai khẽ như đùa với hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại điểm thêm một miếng dồi mỡ và một ngọn rau thơm. Tôi dám cá 100 ăn một đồng, có thứ cháo nào lại ly kỳ và tiết tấu như vậy hay không? Nhỡ rằng, đến một ngày, giữa lúc tâm trạng rối ren, kẻ lang thang này muốn tìm một quán lòng ngon để đưa lên miệng cũng không có nữa, ngày ấy sẽ buồn lắm. Mong rằng món ăn dân dã này theo thời gian sẽ dần được dân yêu." Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!